Các hoạt động nổi bật trong tháng 9. 1. Khai giảng năm học mới 2023-2024. Trong không khí vui mừng phấn khởi ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 5 tháng 9 năm 2023, trường Trung học cơ sở Bạch Long long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 với không khí đón năm học mới, với nhận thức đúng trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ ở mỗi tập thể, cá nhân trong xã hội, với tinh thần trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, với ý thức phấn đấu vươn lên liên tục của mỗi cán bộ giáo viên cũng như từng học sinh, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể cán bộ giáo viên nhân viên cùng sự chỉ đạo, giúp đỡ của phòng giáo dục và đào tạo, của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, với sự đồng thuận phấn đấu của các bậc cha mẹ học sinh, thầy và trò trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. 2. Tham gia cuộc thi chinh phục tương lai. Nhằm xây dựng một sân chơi bổ ích lành mạnh để học sinh cấp trung học cơ sở được học hỏi, vận dụng kiến thức đã biết để giải quyết các tình huống thực tiễn, được phát triển năng lực, tự chủ và tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, được giao lưu, chia sẻ, truyền cảm hứng học tập, rèn luyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi chinh phục tương lai cho các em học sinh khối trung học cơ sở. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, trường Trung học cơ sở Bạch Long vinh dự là một trong 30 đơn vị trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh về tham dự cuộc thi chinh phục tương lai tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, huyện Trực Ninh. 3. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động, thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy, của Liên đoàn Lao động huyện Giao Thủy về việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm học 2023-2024. Ngày 20 tháng 9 năm 2023, trường Trung học cơ sở Bạch Long long trọng tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2023-2024. Hội nghị công chức viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế tồn tại, từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. 4. Bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi đợt 1, khối 8, khối 9. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Năm học 2023-2024, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được quan tâm, chú trọng. Đợt 1 tham gia gồm 7 đội: ngữ văn 9, lịch sử 9, sinh học 9, ngữ văn 8, toán 8, anh 8, đội tuyển hùng biện tiếng Anh. Tổng số học sinh tham gia bồi dưỡng chính thức là 31 em. Với sự nhiệt huyết của thầy cô, sự nỗ lực cố gắng của học sinh, tin tưởng các đội tuyển sẽ giành thắng lợi trong năm học 2023-2024. 5. Họp phụ huynh toàn trường, thống nhất công tác xã hội hóa. Ngày 24 tháng 9 năm 2023, được sự thống nhất của ban đại diện cha mẹ học sinh và ban giám hiệu nhà trường, hội nghị phụ huynh đầu năm học 2023-2024 được tổ chức với sự nhận thức đúng đắn của các bậc cha mẹ học sinh. Các nội dung trong cuộc họp đều được thống nhất cao. Ngay sau khi kiện toàn, ban đại diện cha mẹ học sinh đã cùng nhà trường thực hiện các hoạt động trong công tác xã hội hóa, đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. 6. Tuyên truyền phổ biến pháp luật chủ đề an toàn giao thông, ngăn chặn các tai tệ nạn trong trường học, đặc biệt là thuốc lá điện tử, ma túy, bạo lực học đường. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Bạch Long có 13 lớp, tổng số 513 học sinh. Để đảm bảo an toàn, an ninh trường học, đặc biệt là an toàn cho học sinh, ngày 18 tháng 9 năm 2023, trường Trung học cơ sở Bạch Long phối hợp cùng ban công an xã tổ chức tuyên truyền về pháp luật mà chú trọng là an toàn giao thông, các tai tệ nạn xã hội, đặc biệt là thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, ma túy. Buổi tuyên truyền là hoạt động ngoại khóa đầy ý nghĩa, đã giúp cho các em học sinh hiểu biết hơn và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn trong trường học, nói không với ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, đảm bảo an toàn trường học và an ninh trật tự, an toàn xã hội. 7. Tham gia trại thu 2023. Để cho các em thiếu niên nhi đồng trong toàn xã được vui chơi, ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Long đã tổ chức Tết Trung Thu năm 2023 với trách nhiệm của mình. Các thầy cô trong ban giám hiệu, tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô giáo bộ môn đã cùng với địa phương tham gia tổ chức Tết Trung Thu năm 2023
đầy ý nghĩa cho các em thiếu niên nhi đồng. Tháng 9 đã để lại những dấu ấn đáng nhớ tại trường trung học cơ sở Bạch Long. Chúng ta cùng nhau hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi của năm học mới và tham gia các hoạt động quan trọng như cuộc thi chinh phục tương lai, hội nghị cán bộ công chức và hội phụ huynh, bồi dưỡng học sinh giỏi, cũng như tuyên truyền về an toàn giao thông và Tết Trung Thu cho thiếu niên nhi đồng. Những sự kiện này đã góp phần tạo ra một môi trường học tập sôi động và đầy ý nghĩa, thúc đẩy sự phát triển và đoàn kết trong cộng đồng giáo dục của chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục tập trung và cống hiến trong năm học mới để xây dựng một thế hệ trẻ cho tương lai với nhiều thành tựu và thành công đáng tự hào.